Giải mã chiêm bao thấy chăn vào nhà đó là điềm báo không được may mắn cho bạn và gia đình của mình. Điều không may có thể xảy ra cả trong công việc lẫn tình cảm. Trước khi làm việc gì bạn cũng cần suy tính và xem xét chu đáo. Tránh vội vàng, nếu không may đưa ra những quyết định sai lầm sẽ làm ảnh hưởng tới đường công danh, sự nghiệp hoặc hạnh phúc gia đình. Ý nghĩa ngủ mơ thấy chăn theo tử vi cho thấy, phụ nữ mơ thấy chăn là điềm báo họ sắp mang thai một bé trai, còn đàn ông mơ thấy chăn là dấu hiệu cho thấy mong muốn từ lâu của họ đang dần trở thành hiện thực. Nằm mơ thấy chăn cắn người. Chăn là một trong những loài động vật có kích thước lớn khiến con người ám ảnh vì độ nguy hiểm mà chúng có thể mang lại. Nằm mơ thấy chăn cắn tay. Chăn cắn người là một nỗi sợ hãi của không ít người, nhưng với giấc mơ thấy chăn cắn tay lại mang đến điểm báo tốt lành cho bạn. Sắp tới bạn sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nằm mơ thấy chăn cắn chân. Với giấc mơ chăn cắn vào chân thì lại cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề, bạn nên chăm sóc nhiều hơn cho bản thân. Đừng quên đi kiểm tra định kỳ thường xuyên để bảo vệ chính mình nhé. Mơ thấy chăn cắn mình. Nếu bạn nằm mơ thấy chăn cắn mình thì báo hiệu đây là điểm không lành. Giấc mơ này báo hiệu rằng bạn đang bị một người nào đó nhắm vào và đang có một âm mưu không tốt nhắm vào bạn. Mơ thấy chăn cắn người khác. Mơ thấy chăn cắn người khác, người thân của mình là điềm báo rằng người đó sắp gặp nạn và có thể bạn sẽ bị tai bay vạ gió, liên lụy vào chuyện này. Bạn nên có sự đề phòng để tránh gặp phải các vấn đề không hay. Mơ thấy giết chăn vàng. Mơ thấy giết chăn vàng cho biết sức mạnh ý chí của bạn. Giấc mơ này là điềm báo bạn sẽ xử lý tốt các tình huống cực kỳ tồi tệ của cuộc sống sẽ xảy ra trong thời gian tới. Ngủ mơ thấy giết chăn đen. Ngủ mơ thấy giết chăn đen nói lên mọi khó khăn, chắc chở bạn đều có thể dễ dàng vượt qua, không điều gì có thể làm khó bạn, cũng giống như trong mơ thấy bản thân mình tự tay giết chết chăn một cách dễ dàng. Mơ thấy người thân giết chăn. Mơ thấy người thân giết chăn mang đến ý nghĩa vô cùng may mắn cho bạn cũng như gia đình bạn. Những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình sẽ được giải quyết và mọi người lại yêu thương nhau nhiều hơn. Công việc của bạn cũng qua được thời kỳ khó khăn và mở ra nhiều hướng đi mới. Mơ thấy giết con chăn to. Theo các chuyên gia sổ mơ giải mộng, khi bạn mơ thấy giết con chăn to điều này cho biết bạn là con người khá mạnh mẽ, có ý chí cầu tiến trong công việc. Giấc mơ thấy giết con chăn cũng cho thấy bạn đang đi đúng con đường để giải quyết những khó khăn mà mình gặp phải. Mơ bắt được con chăn là điểm gì? Mơ bắt được con chăn là điểm gì? Bạn là người có khả năng lãnh đạo, có khả năng sắp xếp và quản lý mọi việc một cách logic, suôn sẻ có hiệu quả. Là người có ý chí kiên định, kiên cường và là người cực kỳ mạnh mẽ. Nó thể hiện qua giấc mơ thấy mình giết chăn hay bắt chăn, thực tế thì không có mấy ai dũng mãnh đến vậy. Mơ bắt được con chăn màu trắng. Trong thực tế thì chúng ta đa phần gặp chăn có màu đen hoặc nâu vàng. Chăn màu trắng rất hiếm và giấc mơ bắt được chăn màu trắng cũng sẽ đặc biệt hơn. Mơ bắt được con chăn màu vàng. Mơ bắt được con chăn màu vàng điềm báo cực xấu liên quan trực tiếp đến tính mạng của bạn. Do đó bạn phải cẩn trọng mọi việc để tránh những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Mơ thấy con chăn, chăn bò vào nhà đánh con gì? Con chăn 03-63. Mơ ngủ thấy nhiều chăn đánh con 23-65. Chiêm bao bị chăn quấn lấy theo ngay con lô 86-84. Mộng thấy con chăn bò vào nhà đánh con số 07-82. Nằm mơ thấy con chăn bị chết đánh con số 13-49. Mơ thấy con chăn đang cắn người lạ đánh con 48-94. Chiêm bao thấy con chăn bị bắt đánh con số 11-39. Ngủ mơ thấy con chăn cắn mình đánh con số 22-58. Nằm mộng thấy giết con chăn đánh con số 10-74. Mơ thấy hai con chăn đánh con số 20-40. Chiêm bao thấy con chăn màu đen đánh con số 15-68. Mộng thấy con chăn màu trắng đánh con số 05-60. Chăn bò vào nhà 07-82.